Sao mọi người cứ đả kích việc cầm 5.000 đi chợ thế nhở? Mình thử cầm tờ 5.000 này đi chợ. What? Thấy cô bác nào cũng đang đả mời mua. Ủa ơi, đồ hàng tưng đây thì đủ 5 người ăn thoải mái luôn mà mình còn không mặc cả. Thể nào về cũng được mẹ khen con gái mẹ mua bán khéo nhất chợ. Hết tiền mua hành rồi. Thôi, ra vườn nhổ đỡ mấy cây hành bonsai của mẹ cho tiết kiệm. Mẹ mình bảo, con gái chiên trứng mà đập nguyên được lòng đỏ không vỡ thì không bao giờ lo ế. Thôi, xé nháp làm lại. Nay mình thèm một món mà tuổi thơ 9X chắc ai cũng biết. Vừa rẻ, vừa dễ làm, mà cực cuốn, rất hợp những ngày cạn túi. Chiên kiểu này thì lòng trắng mới xốp và có viền giòn, trong khi vẫn giữ được lòng đào ở giữa. Thứ sốt bí truyền này ba đời nhà mình dùng để tán chai, mà mình là đời đầu chưa tán được ai. Phi thơm hành khô rồi đổ sốt vào. Sốt sôi thì thả ngay trứng vào. Đếm đến 10 rồi rắc hành vào là xong. Dễ đến mức không thể thất bại, mà mùi vị cực kỳ thơm ngon. Lòng đào dẻo quánh, lòng trắng xốp mềm, viền giòn dai dai, thấm đẫm thứ sốt ăn vào là nghiền. Chén luôn 4 bát cơm cho chóng lớn vậy.